Chào anh em nha. Sau một cái thời gian tôi nghiên cứu cái con Liêu Bơm 6000, cái tôi phát hiện được một cái điều này rất là tuyệt vời nha anh em. Là nếu như anh em nào mà chơi bot mà những cái dòng nhỏ nhỏ á, thì anh em nên mua một con này, xong rồi tháo con Liêu Bơm ở trong ra. Ví dụ như bây giờ tôi nè, tôi sẽ gắn luôn cái con RAN 7500 vô trong này, làm thành nổi vỏ giống cái ốp điện thoại với anh em. Thấy không? Đó. Rồi, cái này nó chưa sát lắm, đẩy xuống xíu nữa. Đó, thành ra cái tôi có được một cái ốp của cái bot. Thấy không? Cực kỳ tuyệt vời luôn nha anh em. Hút vẫn ngon bình thường nha, không có bị bít lỗ gió nha anh em. Cái này sạc á thì tháo cái ốp ra mới sạc được nha. Nhưng mà nếu mà những con nhỏ nhỏ vậy á, mình xài cái ốp boss này cũng hợp lý lắm nè. Đáng ra nhà sản xuất á chỉ nên bán cái ốp này thôi, chứ đừng có bán cái Leo trong này nữa, mất mặt lắm. Tạm biệt anh em nha.